Câu nói viên mãn ở thế gian là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật hội đủ vạn đức. Niệm A Di Đà Phật có tội chướng tiêu tội chướng, không tội chướng tăng phước huệ, có sinh tử liễu sinh tử, không sinh tử đắc giải thoát. Niệm A Di Đà Phật khiến bạn thành Phật đạo. Đây mới là món quà có giá trị nhất. 73. Hội đủ vạn đức câu Phật hiệu A Di Đà Phật chính là bảo vật vô giá nhất. Dù mỗi ngày bạn một ngày kiếm được 10.000, hàng chục triệu ngàn, hàng trăm triệu cũng không bằng được công đức niệm Phật trong một giây. Một là tài thế gian, một là xuất thế gian công đức, làm sao có thể so sánh được đây? 74. Bạn có biết rằng không cần xuống tóc cũng có thể xuất gia không? Niệm Phật giảng sanh Tây Phương, xuất gia tam giới, cho dù bạn không xuống tóc vẫn có thể xuất gia. 75. Vua Diêm La sợ người niệm Phật, chỉ cần bạn niệm A Di Đà Phật, vua Diêm La sẽ nói với bạn: chúc mừng bạn giảng sanh thế giới Cực Lạc, đừng đến nơi này của ta. Kỳ thật ta cũng muốn giảng sanh Tây Phương. 76. Tâm bạn khi niệm Phật là hướng về Tây Phương Cực Lạc mà đi. Nếu tâm bạn chỉ nghĩ về tài sắc danh thực thùy thì chỉ hướng về địa ngục mà đi thôi. 77. Mọi người niệm Phật hồi hướng thập phương chúng sanh cùng thành Phật, đó mới chính là công đức lớn nhất. Tuy đây là công đức lớn nhất nhưng không phải quá khó. Các vị chỉ cần phát chí thành tâm là có thể làm được, chỉ sợ nhất là bạn không muốn thôi. 78. Đôi khi bạn nghĩ rằng không làm ác thì chứng tỏ rằng bạn không phải là người ác. Bạn phải nhớ rằng không làm ác thì chỉ chứng minh được bạn không là người ác. Muốn làm một việc tốt thật sự thì bạn phải làm việc tốt. Bạn có tâm tốt.